Mua ạc nạp game giá rẻ nhất tại shop.tng.vn, shop dịch vụ của Tràm Game. Xin chào tất cả anh em. Ở Meta hiện tại, vị trí sơ đường đang chiếm một vai trò cực quan trọng. Nhưng có nhiều lối chơi khác nhau ở đây. Là đấu sĩ sát thủ farm rồi đi gank liên tục, hoặc là các vị tướng ăn chắc mặc bền, thủ đường tốt, đẩy đường mạnh. Bởi lối chơi hiện tại hầu hết đó chính là chiến thuật 4-1. Người đi sơ đường hầu như là luôn đẩy đường, giảm áp lực cho vị trí khác. Rất ít nhận được sự hỗ trợ từ đồng đội, bởi đường rồng là vị trí giao tranh liên tục. Ấy vậy, có phải cân bằng việc đẩy đường và đi gank sao cho hợp lý nhất. Các vị tướng sơ đường hiện tại theo lối farm đẩy đường và gank nổi trội như là Pukat, Zena, Vrod hay là Perez thì quá quen thuộc với anh em ở meta hiện tại rồi. Luôn mang trong mình đó chính là nội tại tự hủy, đó chính là độ khó cao. Chơi tốt chỉnh cao thì gánh mạnh, chỉnh kém so với người chơi đối phương thì có thể bị tự hủy chứ chẳng cần bị gank nhiều. Vậy lựa chọn gì an toàn tại vị trí này? Hôm nay Ad sẽ cùng anh em điểm qua 5 cái tên sơ đường có khả năng thủ đường và đẩy đường tốt. Đương nhiên là đồng dạng đi gank được và hỗ trợ đồng đội khi cần thiết nha. Đùa chứ, đi sơ đường mà chỉ biết cắm đầu cắm cổ ở vị trí mình đi thì tốt nhất là vào bản đồ 1v1 mà đánh, đúng không anh em? Đặc biệt là không quá khó chơi nên anh em có thể thoải mái vác vào rank nhá. Thứ nhất, Lữ Bố. Chiến thần xứng đáng là cái tên mà anh em nên lựa chọn. Lữ Bố tăng mạnh nội tại, tối đa đến 100% tốc độ đánh và thời gian duy trì kéo dài lâu. Và nếu bạn chơi tốt và tung chiêu hợp lý, ở giai đoạn giữa game việc giữ nội tại liên tục là không quá khó. Chưa tính khả năng khống chế đồng thời được tăng đáng kể với khả năng hút máu kinh điển của mình, Lữ Bố sẽ càng đáng gờm hơn trong pha cân đôi, cân ba. Các vị tướng khác bạn phải bỏ ra quân huy ra mua, nhưng Lữ Bố nạp lần đầu bạn sẽ nhận được, hoặc là các bạn bỏ ra 25k nhé. Nên hầu như ai ai đều có. Vị tướng rất là kèo và thủ trụ tốt, không ai khác chắc chắn là vị tướng này rồi. Chiến thần được bật lên và khô máu đến chết, tốc đánh càng nhanh, công vật lý càng nhiều, giúp cho Lữ Bố hồi phục khủng hơn. Nói chung là anh em đánh vị tướng này thì rất ít phải về nhà hồi phục. Lưu ý khi chơi, chúng ta sử dụng phi ma tính hoặc đấu khí nếu mắc chiêu hay và cài máu nhất hoặc là gần nhất tùy trận và mục tiêu bạn gặp nhé. Lữ Bố cân bài sâu đường tối ưu cho anh em ở đường tà thần, hạn chế gank trong giai đoạn trước cấp độ 4 khi chưa có chiến thần. Lữ Bố chưa thực sự tối ưu sức mạnh, sử dụng kết hợp tốt chiêu 1 và chiêu 2 kèm các đòn đánh tay giúp bạn vừa khống chế vừa giao tranh cực mạnh, tối ưu sức mạnh mà vị tướng này có để tối ưu khả năng hồi phục và đương nhiên là giảm một chiêu chiêu 2 rồi. Cho tranh tổng, khi có trang bị chân phái, chúng ta nên lựa chọn mục tiêu đó chính là chủ lực kẻ địch như là pháp sư, xạ thủ và tấn công. Chú ý hiệu ứng khống chế nha anh em. Bật chiêu cuối ít vị tướng nào có thể 1v1 ăn lại bạn nếu trang bị không quá chênh lệch. Nhưng đây là vị tướng rất sợ vị tướng không cứng, không chém được đồng nghĩa việc lên bảng sớm nhá. Chưa kể ở trang bị giảm hồi phục khiến vị tướng này bị hạn chế rất nhiều, anh em cần phải hết sức chú ý. Thứ hai, Quy. Quy có khả năng solo bá đạo nhờ sự cơ động sẵn sàng thủ đường tốt ở bất chấp mọi đối thủ trên đường tà thần, hay là chẳng sợ các pha gank của kẻ địch. Với các nội tại chỉ là tăng giáp và khả năng phá giáp đối thủ ở chiêu 2. Hơn thế, Quy còn có thể hồi máu tốt như nội tại, vậy nên rất khó bị hạ gục. Quy tối ưu cho vị trí sâu đường hòa đi rừng nếu anh em muốn. Lối chơi sát thương, một hoặc là hai món thủ thêm giúp Quy tối ưu các pha tấn công. Đặc biệt, hai lần tấn công đánh thường từ nội tại sau khi tung chiêu cho mục tiêu khiến đây là vị tướng gây lượng sát thương sốc rất đáng gờm. Tướng máu giấy sợ rằng ăn hai bạt tai là đi ngay lên bảng rồi đó. Lưu ý khi chơi, chúng ta dùng phi hiệu ma tính nếu mắc chiêu 1 để có thể tối đa sát thương, hoặc là nếu anh em muốn chơi giảm giáp với chiêu 2 và hồi nhanh chiêu thức này thì mắc 2 nhá. Nâng hai chiêu đều có ưu điểm riêng, cài máu thấp nhất. Nội tại giúp cô nàng này trở nên cứng cáp hơn, dễ dàng solo khô máu với đối thủ. Đặc biệt là với 3 lần cộng dồn nội tại giúp cho Quy trở nên cực khỏe khi giao tranh, khiến đối thủ phải ngao ngán khi tấn công. Nhìn cái lối trang bị đa số là sát thương mà Châu không thể ngờ anh em ơi. Khi dùng chiêu cuối đánh lui kẻ địch, phải chú ý địa hình xung quanh để có thể phát huy hết sức mạnh của chiêu thức này. Và khi sử dụng chiêu thức chính xác kết hợp các đòn đánh thường giúp cho Quy có thể tối đa hóa sát thương và khả năng soi thương cùng duy trì sát thương đáng gờm mà Quy có thể gây ra lên tướng địch. Combo thì cũng khá đơn giản thôi anh em ơi, cứ tung chiêu chính xác là các bạn bồi thêm ngay hai pha bạt tai là gọi là tuyệt vời. Tận dụng chiêu 1 để có thể đột kích các mục tiêu chủ lực kẻ địch. Khi bị sự đuổi, chúng ta nên sử dụng chiêu 1 nhé. Chiêu thức này có khả năng xuyên và lướt địa hình rất là tốt. Đây là vị tướng rất hợp cho tranh ở các vị trí địa hình hẹp để có thể tối đa hóa sát thương và thức nhé anh em. Sau khi được thay đổi ở chiêu cuối, giúp cho Quy có thể dễ dàng khống chế và dùng hơn. Đây là sự lựa chọn tốt và tối ưu cho anh em. Bạn nào dùng tốt và hợp lý có thể cầm đi hai vị trí cơ mà.
chúng ta hãy cùng mua và dự quy để có thể đeo lên như nào. Thứ ba, Omen là một trong vị tướng đầy đường cứng mạnh. Trước kể khoản ganh bất ngờ với lại xích siêu to khổng lồ đủ khiến tức địch xanh mặt. Omen tự tin đi đầy lẻ mà không quá lo ngại bất kỳ đối thủ nào nếu như anh em biết tận dụng lính và quái và quan sát bản đồ tốt. Sát niệm giúp cho Omen miễn thương tốt và tốc độ di chuyển để có thể solo kill. Khi Omen có trang bị thì việc solo kill với Omen rất nguy hiểm và tiềm ẩn quá nhiều biến số trừ khi có đồng đội gank cùng. Lỡ ngỡ ăn cuối là xong nhá. Sát niệm sẽ được giảm thời gian hồi rất nhanh khi Omen tiêu trạng thái sát khí. Đó là lý do tại sao chỉ có vị tướng dồn sát thương bất ngờ mới có thể giết được Omen dễ dàng. Còn nếu cứ đánh cò quay, chắc chắn sẽ phải ngậm hành thôi. Lưu ý khi chơi, chúng ta sử dụng phù hiệu đấu khí hoặc là ma tính nếu mắc chiêu 2 và cài máu thứ nhất. Khi đã có sát niệm, Omen có khả năng chống chịu, vì vậy hãy bật nó hợp lý khi giao tranh xảy ra hoặc là chuẩn bị hứng chịu hàng tá thương giúp Omen có thể chống chịu và phản ngược về mục tiêu. Cần phải sử dụng chiêu thức này hợp lý và đúng thời điểm nha anh em. Cho tranh, nên biết cách lựa chọn mục tiêu như là chủ lực, phá băng sát vực và tấn công thường liên tục để có thể kết thúc mục tiêu của đồng đội. Hoặc người chơi chọn cách đó chính là đẩy trụ nhằm tạo lợi thế cho team, giảm áp lực cho vị trí khác. Trước khi ra tranh tổng, hãy cố gắng tích kha khá điểm nội tại sát khí nha anh em ơi. Bằng cách đánh lính hoặc là quái rừng, thời điểm cuối trận, một chủ lực bị đối thủ khóa trong 5 giây chắc chắn sẽ bốc hơi nhanh chóng bởi cái lượng sát thương của Omen, chưa kể đồng đội hắn ta kề bên. Late game càng khỏe và có thể tự tin vẽ kèo 1-1 hoặc đẩy đường áp lực giúp đồng đội. Nếu các bạn xem cái trận tứ kết hôm qua của IGP và Nhật Bản đấy ạ, thì các bạn sẽ không thể quên được cái pha chiêu cuối và sử dụng sát vực tóm lấy Chrissy giúp cho đội tuyển Việt Nam lật kèo khi mà vừa mới thua giao tranh xong và hạ gục Nhật Bản tiến thẳng vào bán kết nhá. Thứ tư, Masa. Đây là vị tướng mạnh, trước đây thường được sử dụng ở vị trí tà thần, nhưng hiện tại được nhiều anh em ưa thích ở vị trí sâu đường rồng. Nhưng Ed nghĩ rằng anh em muốn chơi Masa ở rank Việt mà đi đơn khó tranh đường rồng lắm. Rank Việt đa số hiện tại gần như là auto rồng là xạ thủ rồi, mặc kệ rừng là xạ thủ hay là sát thủ không quan tâm. Điểm độc đáo và khiến Masa hồi phục tốt đó chính là từ nội tại. Khi máu bị giảm thấp, đòn đánh hoặc là kỹ năng tiếp theo cô nàng sẽ giúp hồi máu và giảm tốc chạy của đối phương. Tức là Masa vừa có thể thả diều, cấu máu mà chẳng hề sợ mất nhiều máu. Tuy nhiên, không giống như các pháp sư cơ động nhà Rauriel hay là Tulen bay nhảy liên tục, thì Masa chỉ có một chiêu cuối chính là ác hồn để giúp cô nàng có thể tránh né các sát thương trong 2 giây. Nên anh em cần phải cẩn thận và sử dụng đúng thời điểm nhé. Chiêu cuối Masa hồi nhanh nên rất khó để gank Masa, đặc biệt khi cô nàng về cuối game và có đầy đủ thời gian hồi chiêu. Và có cả phù hiệu thánh thuẫn và chiêu cuối ép lính vào trụ thì bộ thức Masa có thể dọn nhanh chóng rồi. Đừng quên rằng Masa là một trong số ít các vị tướng sử dụng chiêu cuối không bị chặn mục tiêu, ấy vậy còn có thể sử dụng chiêu 1, chiêu 2 và còn đó đánh thương cơ, rất đáng gờm nhé. Lưu ý khi chơi, Masa hồi phục mạnh, hít máu, anh em không cần phải hoảng sợ mà cứ thoải mái tấn công lại kẻ địch. Bạn sẽ thấy rằng sự bất ngờ khi lượng máu của nàng này tăng vọt với khả năng không bị chặn mục tiêu của chiêu cuối ác hồn. Bạn nên tận dụng điều này để lấy đi các chiêu thức mạnh nhất của đối thủ. Với việc không sử dụng năng lượng thì các chiêu thức của bạn hoàn toàn có thể spam nhé. Bạn có thể tung chiêu thoải mái và liên tục về phía đối thủ mà không cần phải lo lắng hết năng lượng làm gì cả. Masa cấu đỉa và thả diều tốt trong tranh. Đó là ưu điểm mà bạn nên phát huy khi chơi vị tướng này nhé. Kèo Masa là kèo tối ưu nếu bạn không tự tin solo với các vị tướng hot pick dạng như là Flo, Zena, v.v. Nhưng mà hãy hết sức cẩn thận khi đối thủ lên cái trang bị giảm hồi máu như là Sách Chi Hồn hoặc là Đao Chi Hồn nhé. Thứ năm, Roxy. Điểm mạnh nhất của Roxy đó chính là khoản chống chịu và hồi phục. Giao tranh càng dài, Roxy càng tỏ ra lợi thế với cái lượng sát thương gây ra theo thời gian và hồi phục tuyệt vời. Như anh em cũng thấy được rằng ASC có khá nhiều game thủ sử dụng Roxy để thủ đường, cướp rừng vân vân, gây ức chế cho đối thủ. Ngoài chiếc cuối hay có sử dụng ra thì còn lại anh em có thể bấm một tua là được. Nói thật với anh em là lâu rồi S chưa đánh Roxy nên chiếc cuối thực sự là mù mắt. Roxy là con bài khó chịu, áp sát đáng gờm. Bởi dù là vị tướng nào đều sợ chiêu cuối của Roxy, dù đó là Fro, Zena, v.v. Lỡ ngỡ dính đòn, và đặc biệt là các vị tướng chủ lực, đặc biệt là xạ thủ nhá, bị Roxy lôi cổ đi là xác định an hành với đồng đội của nàng rồi. Lưu ý khi chơi, phù hiệu đấu khí nếu mắc chiêu 1 và cài máu thấp nhất. Roxy có ưu điểm đó chính là bộ thức khá dễ chơi, chỉ cần giữ năng lượng tốt, bật chiêu 1 là có thể quẩy tranh bành tốt cho tranh rồi. Năng lượng hồi phục tốt như nội tại, nhớ tối ưu khi đi sâu đường, tránh việc cái năng lượng nhá. Roxy có khả năng dọn lính nhanh,
Tuy nhiên, khả năng dồn thương vào của đối thủ không được đánh giá quá cao, nên cần đồng đội hỗ trợ nếu muốn làm hành mục tiêu đó. Rossi có thể đảo đường và đi ganh hiệu quả khi đạt cấp độ 4, mở đầu bằng chiêu 2 bằng tốc độ chạy kết hợp với chiêu cuối khống chế của đồng đội và tiêu diệt nhanh rừng hoặc là đường giữa đối phương. Anh em đừng quên rằng Rossi tung chiêu cuối ra là được hồi ngay chiêu 1 và chiêu 2. Vậy nên hãy sử dụng tối ưu nhé. Chiêu 2 tăng tốc phi vào, chiêu cuối tóm gọn, khắc dấu ấn, bật chiêu 1 gây x2 sát thương và x2 hồi phục, bật chiêu 2 chạy, quá ghê đúng nào? Cho tranh tổng, công việc của Rossi cho tranh là tìm mục tiêu quan trọng như là sát thương chủ lực của đối phương hay là rừng để có thể khống chế và tiêu diệt nhanh chóng, khép góc. Sau đó di chuyển hợp lý cho tranh để có thể gây lượng sát thương tối đa. Em thấy rằng Rossi rất thú vị. Tiếp cận cô nàng thì sợ bị xích cổ, nên Rossi khép góc tướng địch rất tốt, ép đường, thủ đường tốt, không quá sợ có pick hiện tại, kể cả đó là Vokat, Flo hay là Zena nhé. Quan trọng là chiêu cuối phải chính xác. Nếu team bạn cần một tanker khép góc ba tranh thì Rossi nên chú ý và lựa chọn nhé. Trên đây là 5 gợi ý cho anh em cầm đi sâu đường và đi thủ đường rất tốt. Kỹ năng yêu cầu không quá cao, rất hợp với chiến thuật 4-1 hiện tại, cực kỳ tối ưu dành cho anh em có thể đối đầu các kèo khó nhằn và anh em không tự tin. Ngoài các vị tướng này thì đương nhiên sâu đường hiện tại còn rất nhiều sự lựa chọn, nhiều lối chơi. Bề tướng của bạn càng nhiều, ưu thế càng lớn, nhớ ghi nhé. Nếu anh em có ý kiến cá nhân và nội dung mới thực hiện, bình luận ngay dưới video nào. Xin chào và lại anh em ở trong video lần sau. Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên, các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.